Không biết thương giữa con, tính tập giữa con, chưa chết đi sống lại. Có tấn nhất tới không anh? Cái tay chị hồi nãy chị nói là khâu mấy mũi phải không? Ừ. Cái tay, cái ngón tay của chị là khâu mấy mũi, chị chưa dơ đứng lên cái. À, cái ngón tay khâu mấy mũi hả? 13 mũi. 13 mũi. À, rồi cái chị gãi cánh tay nữa. Gãy cánh tay đây. Gãy cánh tay chị đó. Gãy đây. Sư phụ, con xin lỗi. Giữ chí không được sống tốt. Dự chỉ có hy vọng sư phụ sống thật tốt. Hi, xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn một lần nữa đến với kênh Người Miền Tây ở Houston. À, thưa các bạn, lại một lần nữa mình đi vào căn chòi. À, cách đây hơn một tuần mình đã vào trong đây, cũng đúng vào ngày trời mưa. Hôm nay mình có việc mình phải vào trong đây cũng đúng vào ngày trời mưa. Và cái cảnh ở trong căn chòi này thê thảm hơn cách đây một tuần mà mình phỏng vấn anh Tú và đã bị kẹt ở trong đây. Thưa quý vị, tối ngày hôm qua lúc 2 giờ 45 sáng mình có thấy một cái cuộc điện thoại, nhưng mà do 2 giờ 45 mình không có trả lời. Tuy rằng mình biết người gọi đó, đó là chị Ellen. Chị Ellen là người mình đã phỏng vấn cách đây 1-2 tuần. Chị là một người Việt gốc Hoa, gần như là nửa vô gia cư. Nhưng mà sáng ngày hôm nay khi mà mình chị gọi cho mình, thật sự thì mình đã biết chị trở nên vô gia cư cách đây một tuần lễ. Thưa quý vị và các bạn, mình đang ở trong cái khu vực căn chòi quan ở trong rừng, mà những người vô gia cư ở thành phố Houston thường hay ngủ ở trong đây. Mời quý vị và các bạn hãy theo dõi câu chuyện của mình. Trước khi theo dõi thì mình cho quý vị và các bạn cùng thấy một cái cảnh mà trời mưa ngày hôm nay tầm tã, một cảnh kinh khủng của trời mưa. Hello chị Alan, hồi tuần rồi tôi có vô đây nói chuyện với Tú cũng trong cái căn mà chị vừa ngồi đấy. Trời ơi, chị Alan. Hello anh Huy, khỏe không Huy? Hồi nãy mình có nói đó, hồi tối ngày hôm qua lúc 2 giờ 44 phút tôi có thấy cái cuộc gọi của chị. Nhưng mà tôi, tại vì nửa đêm đó tôi không có bắt máy, thành ra rồi sáng hôm nay tôi mới gọi lại và tôi nói chuyện gì nãy tôi mới biết là chị ở trong đây. Hồi tối chị gọi có chuyện gì hả chị Alan? Dạ, hôm qua trời mưa quá em sợ cái nhà cái liều của em sụp xuống, em mới nhờ anh giúp chở em, nhưng mà bây giờ là em tỉnh rồi, em có mình chiếu em ốc hết rồi. Trời ơi, thì cách đây một tuần mình có vô trong đây, mình có gặp Tú trong đây, và trước cái cơn mà trời lạnh hôm giá rét đó thì Tú với chú Hai Sàn với anh Lâm đồ đang ở nhà một cái người quen, cô Anna. Thì cô này cô đang giúp cho mấy người vô gia cư ở tránh rét. Bây giờ thì qua rồi. Nhưng mà chị A Linh, sao mà hâm hởm là bà chị có cái căn nhà đằng kia mà lại vô lại cái lý do thì hâm hởm là bà chị nói là đừng có vô điện, đừng không có giúp cho chị vô điện nữa. Nhưng mà cái lý do là tôi không có hỏi kỹ, bữa đó tôi gấp công chuyện rồi, lý do làm sao vậy chị A Linh? Sao mà không bây giờ bạn có bạn về rồi, về người ta về phải trả cái nhà cho người ta ở, thì bây giờ em phải ra ngoài thì người ta giúp cho em một thời gian thôi, đi người ta phải ở ngoài đâu. Tức là có người quen giúp cho chị ở đỡ trong cái căn nhà đó. Rồi á là bây giờ người ta đã về rồi, chị ra ngoài. Trời ơi, hôm hổm sao bà không nói, mà nếu mà coi như là tôi đang cái hồ sơ vô điện nhưng mà nó trục trặc là khi mà vô điện đó, cũng nói với chị và thưa quý vị và các bạn, chị Alan trong cái kỳ mà mình quay phim kỳ trước là có nhờ giúp đỡ để vô điện cho cái căn nhà apartment chị đang ở. Thì sau đó mình có gọi cho công ty điện lực Reliant. Mình đã tiến hành vô điện thì Reliant nói là đòi cái điều kiện mà cái mình là chủ nhà hay là cái giấy thuê nhà thì mình không có. Sau đó mình mới liên lạc với chị Alan, thì chị Alan có đưa một cái thông tin của người quen. Thì khi mà mình chuẩn bị gọi cái thông tin, lấy cái thông tin của người quen của chị Alan để vô điện thì chị Alan gọi lại báo là chị Alan không còn ở đó nữa. Chị Alan đã bị coi như là cái người ta về người ta ở rồi. Và hôm nay chị mới nói là do cái người quen của chị người ta về. Người ta cho ở đỡ mà bây giờ người ta về đó là người ta không cho mình ở nữa. Thành ra là cái không cần vô điện, không cần giúp cho chị vô điện nữa đúng không? Dạ không. Ok, tại vì cái đó thuộc của người khác rồi. Trời đất ơi. Rồi thì mình sẽ tiếp tục giúp cho chị cái chuyện mà
xin cái bản copy của cái bằng quốc tịch. Ok, thì cái đó một lát nữa mình nói thêm. Rồi Dạ. bây giờ chị trời ơi, rồi ra đây. Theo tôi biết được trong đây đâu còn ai đâu, mà bây giờ rồi chị ở trong đây rồi ăn uống đồ sao? Văn ứng này có người giúp, có người mấy người bạn nó giúp. Có mấy người bạn giúp, vậy là Nha. mỗi ngày tối chị ngủ trong đây. Thì Nha. sao mà mấy người bạn không có thể giúp cho chị tìm một cái chỗ nào ở đỡ được hả? Bởi vì ai cũng có vợ gia đình, đâu có giúp cho mình được đâu. À, ai cũng có Thì người gia ta đình. giúp cho có đồ ăn, đồ uống là quá quý rồi. À, ok chị. Trời ơi. À, đúng rồi, cái này mưa thì tôi thấy từng rồi, rồi bây giờ mà tôi tưởng nó sập mấy ngày trước rồi, chứ còn có tới bây giờ ngủ trong đây rồi tối là cũng hồi hộp ha. Mỗi lần có gió là có thể là đúng, thưa quý vị và các bạn, có thể sập bất cứ lúc nào. À, hôm trước thì mình bị kẹt trong đây, hôm nay là trời cũng cũng may là đang không có mưa, nhưng mà phải nói là tầm tã. À, trời ơi chị trong đây đợi ướt hết trơn rồi sao bà ngủ? Thì phải chịu cái sao giờ, hoàn cảnh như vậy có mướn đâu anh. À, trời ơi. Ok. Bây giờ là chị coi như là chị chỉ vô trong đây là được mấy bao lâu rồi? 3 ngày rồi 3 ngày. nha. Ừ. Rồi hồi tối này trước khi mình tính hỏi chị trước khi mà bà bị đuổi sao bà không gọi cho tôi, nhưng mà thật sự hỏi câu đó cũng thừa, gọi thì mình cũng chưa có Em giúp được gọi cái cho gì. anh cũng quên, tôi có bận anh nuôi ấy được luôn. Thành ra À. em cũng không muốn nhờ anh nhiều quá, không cũng tốt. À, vậy Thì thì cái cũng gì em làm được em làm thôi. ok, chị cảm ơn chị có một cái suy nghĩ vậy. À, nói chung là vậy, vậy là mấy cái ngày mà giá lạnh là chị cũng còn ở trong Hòa Phát Minh, Nha. ở trong Hòa Phát Minh. À, cũng hên là những ngày giá lạnh chị còn được ở trong đó. À, rồi. Ơi, những cái cảnh như thế này thì phải nói là kinh khủng. Tối tối à, tối bà ngủ, chị ngủ một mình chị sợ Sợ cũng phải chịu thôi hay sao giờ, mình bằng cảnh tìm tới mà chúng em mướn luôn anh. không? Một câu hỏi hơi hơi tế nhị đặc biệt, không biết là có phải lẽ hay không. Chị là con gái, đàn bà con gái, chị ngủ trong đây một mình rồi nhiều khi rồi có những cái rủi ro, người ta tấn công chị rồi chị như thế nào? Chỉ phải bảo vệ mình thôi á, em thế nào. Tấn công ngoài ý muốn, chứ còn chị thỏa thuận thì thôi. Rồi chị có bị những cái ngoài ý muốn đó lần nào chưa? Dạ Ok, cũng cảm ơn. Nói chung là mấy anh em vô gia cư mà biết được cái căn này thì mấy anh em đều tốt trong cái chuyện này. Trong cái chuyện mà quan hệ này. Ok, cũng mong là chị an toàn nha. Nha, cảm ơn À, anh chị là nhiều. một cái người đàn bà con gái mà chị nói chị 50 57 tuổi phải không? Nha. 57 tuổi thì Năm nay 58 rồi. năm nay 58, chưa chưa tới 85 lịch, 57 tuổi mà phải ở tháng địa phương như thế ba này. tháng ba chính đây là 58. À, tháng 3 chín tây tháng 3 là qua 58 tuổi. Nha. Ok. Hồi nãy mình có mua cho chị bánh mì đó với ly cà phê, chị ăn hết rồi chưa? Dạ, ăn nữa còn nữa, ăn uống À, hết ăn rồi, còn nữa, còn bữa ăn nữa. đâu có hết đâu. Ok chị. Rồi tối bà tắm rửa đồ sao, bà ở đây mấy ngày rồi, đi tắm rửa bằng cách nào? Thì ra ngoài đó lấy cái thùng nước ra, lấy cái thùng nước nè, nước lạnh ở ngoài á, lấy cái thùng đó ra đúng. Trời ơi. Thế sao giờ không có gì hết là sao Nước nữa. lạnh rồi, cái nước lạnh chị biết, nước trời mưa mà hôm hôm từng rồi tôi đi ra thằng Tú lội qua cái vũng nước mưa ở ngoài kia, mà không mà bữa đó nó cũng hơi lạnh lạnh, bữa đó nó nhiệt độ nó có hình như 40 bốn mấy độ nào, mà tôi lội qua mang giày lội qua mà nó lạnh cống luôn á. Đây là em cũng phải chịu thôi. Trời ơi, tắm. Ôi, trời ơi, để tôi nhìn lại một lần nữa xung quanh ở bên ngoài này coi. Rồi mấy mấy cái thùng nước này nè ha, rồi tức Dạ, mấy là coi như là thùng nước cái mấy cái bếp này là hoàn toàn không có còn nấu được, trời mưa rồi thì cũng không có củi đâu mà nấu. Một cái quang cảnh như thế này, rồi bà đi ra bằng kia bà tắm đại ban nữa đêm vậy đó, đàn bà gái tắm ở trong này nữa hả? nha. Ôi trời, Nha. Gì sao? chứ sao. Trời ơi, dữ hết hay sao giờ? Dạ Nha. Vẫn tại nó không tắm, không tắm nó hôi. dạ Rồi bây giờ chị suy nghĩ cái cuộc sống của chị hiện tại, chị suy nghĩ như thế nào, chị muốn làm cái gì? Bây giờ á, làm một á, thì ai giúp cho em có cái việc làm mà dọn dẹp nhà cửa là giúp cho người già thì được. Còn làm nhà hàng á, mình không biết mình có còn làm được hay không.
về mình bị bệnh một thời gian, giờ trí nhớ không có mấy chục hồi lại, rồi có chuyện gì mấy. Thì bây giờ chuyện quá khứ em có không muốn nhắc tới. Nhắc tới là chị tao buồn, chị tao khổ quá em. Em muốn chết đi nhiều lần xuống lại. Em chết đi xuống cái dân phụ. Anh có biết không? Em chết cái dân phụ với bà. Chứ bởi dân phụ cùng cái chén canh của bà. Uống cái chén canh của bà về tới cho bên hết tất cả. Nhưng mà em lên tới thế gian này em nhớ hết tất cả. À, xin lỗi chị đang xúc động, chị khóc mà hình như chị nói câu gì tôi không có rõ. Chị nói gì cầm cái chén cơm dân phụ cái gì? Chén canh dân phụ. Chén canh gì? Chén canh dân phụ. Chén canh dân phụ là chén canh gì? Cái nước bà tướng với dân phụ uống nước canh bà. Âm phủ à? Âm phủ. Chị muốn nói là chị muốn uống cái chén canh âm phủ à, phải không? Yeah. À, xin lỗi chị, tại chị nói cái âm nó nghe không rõ. Chị nhiều lúc chị muốn uống cái nước canh. Giờ chị đã uống cái nước canh của bà, chị muốn về cái thế gian này. À, chị muốn coi như là chị muốn quyên sinh, chị muốn tự tử. Chị chết đi sống lại rồi. À, chị chết đi sống lại rồi. Tại sao lại gọi là chết đi sống lại chị Alan? Vì mình không biết vì lý do mình chết đi sống lại. Giờ mình xuống tới dân phụ. Chứ bà cho cái chén canh cho mấy người ông phụ uống. Thì em cùng cái chén canh em uống em mới về tới thế gian này. Ok. Thì mình thật sự mình cũng không hiểu rõ cái ý chị. Nhưng mà thôi thì cũng nhìn thấy được cái sự chết đau lòng trong lại. Cái nét mặt của cánh mắt của chị. À, thôi thì cũng đừng có xúc động quá, đừng có rơi nước mắt. Chị à, nói tới công việc mình mới nhớ thì à, thưa quý vị và các bạn, à, cách đây một tuần, mình không nhớ, khoảng một tuần 10 ngày gì đó, là có một cái chị Jacqueline. Chị Jacqueline cũng là một cái người coi cái kênh YouTube của mình, và chị trước đây chị cũng có cho những cái lời khuyên về trường hợp giúp cho cái em Hòa, con của chị Hương. Và chị rất có tấm lòng quan tâm tới trường hợp của em Hòa và chị Hương. Chị có đưa cho mình những lời khuyên, những lời tư vấn rất là tốt. Và chị có cho mình một cái số điện thoại của một cái tiệm phở Nguyên ở thành phố Houston. Thưa quý vị và các bạn, cái tiệm phở Nguyên này nằm ở phía bắc, tây bắc của thành phố Houston. Mình cũng đã liên lạc với chị chủ tiệm là chị Tuyền của phở Nguyên. Chị Tuyền có tiếp điện thoại cho mình, và chị Tuyền cũng báo lại là do điều kiện của cái tiệm phở của chị Tuyền hiện tại đang không có cần người làm, đã đủ người làm. Do đó chị Tuyền không có giúp nhận được cái trường hợp của chị Alan này. Qua đây thì mình cũng cảm ơn chị Jacqueline. Chị đã tìm tòi giúp đỡ chị Jacqueline, giúp cho chị đó chị Alan. Mình đang nói về người ta đang giúp cho chị. Và hôm đó thì trước khi liên lạc với chị Tuyền thì thưa quý vị, mình có gọi cho chị Alan. Hôm trước tôi có gọi, tôi hỏi có một cái tiệm phở liên lạc với chị. À, 290 à. Đúng rồi, chị nhớ 290. 290, và chị nói xa quá, chị đi làm không được. Dạ. Yeah. Thì tôi có gọi, tôi có nói trước với chị có đồng ý đi làm hay không? Chị nói là chị đồng ý nhưng mà không có xe. Thì tôi mới nói với chị là để tôi gọi cho người chủ tiệm phở. Dạ. Yeah. Nếu chủ tiệm phở có chỗ ở cho chị. Dạ. Yeah. Thì chị có đồng ý không? Chị nói chị đồng ý, chị ở lên đó. Nhưng mà rất tiếc là khi liên lạc với chị Tuyền thì chị Tuyền nói là vừa mới nhận người là không có nhận trong thời điểm này. Yeah. Nếu trong tương lai chị Tuyền có nhận thì chị Tuyền sẽ báo lại. Yeah. Thì cũng một lần nữa cảm ơn chị Jacqueline, cũng thông tin lại với chị Alan. Chị biết không, cái điện thoại của chị đó thì nhiều khi chị gọi cho chị thì chị ít có bắt máy lắm, nhiều khi hết pin hay là nhà kia không có chở trật pin. Đây ở pin. Cái nhà cái phát minh đó không có điện. Đúng rồi, đúng rồi, là khó khăn. Xin lỗi chị, tôi cũng hơi tôi bực mình, tôi nói cái điện thoại của các bà này mới gọi không bắt máy. Cái điện thoại, cái nhậu chỗ ở không có điện, muốn sạc điện thoại phải đi ra ngoài đường nhờ chỗ này chỗ kia. Đó là một cái nỗi khổ tuy nhẹ nhàng nhưng mà nó dai dẳng, và thật sự là nó làm cho người ta rơi vào một trường hợp khó khăn. Còn một điều nữa chị Alan, thì yeah, mình cũng hơi ngại nhưng mà bắt buộc cũng phải nói với chị để làm clear, làm rõ ràng một vài vấn đề. Dạ. Yeah. Đó là hôm trước khi mà cái video trước của mình là phỏng vấn chị lúc chị ở dưới gầm cầu đó. Dạ. Yeah. Thì chị có nói là chị không có lập gia đình, chưa từng lập gia đình. Dạ. Yeah. Nhưng mà khi cái video nó đăng lên trên kênh của mình trong vòng ngày, mà ngay trong ngày hôm đó, ngày sau thì
có một số người chị biết chị và người ta nói chị đã từng lập gia đình và có con. À, cái điều đó mình cũng hơi bất ngờ. Thật sự thì mình cũng không có muốn hỏi cái chuyện riêng tư của chị. Nhưng mà đây là cái kênh YouTube của cộng đồng và nhiều người coi. Thì nếu có cái thông tin nào đúng thì chị khẳng định, còn nếu chị đã nói sai thì chị có thể đính chính là giùm. Bởi vì nhiều khi nó làm sự hiểu lầm, hoặc là người ta hiểu lầm chị, bản thân chị nói dối mọi người, hoặc là bản thân cái kênh YouTube nói dối mọi người, hoặc là tôi và chị cùng nói dối mọi người. Thì rõ ràng là khi tôi không biết chị, tôi nói chuyện với chị thì tôi... Dạ, em biết anh Huy. Rồi thì xin chị có cái... Em vẫn thật tình trả lời anh Huy câu hỏi này. Ok. Nhưng mà có hay không cũng quan trọng tới em. Em muốn quên hết tất cả những gì. Vì cái cơn này đau khổ em không muốn nhắc tới. Vì cho hành bà lấy một người hay em một người, chỉ nhậu xỉn về, quýnh vợ quýnh con, chém vợ chém con, anh có dám suy nghĩ tới không? Anh có dám nhắc tới không? Là người ngoài quên biết mình, không giúp mình, còn đi nói xấu mình, chỉ có là bạn hay là không, không quan trọng nữa. Cái văn tâm em quan trọng. Và hiện tại trong văn tâm của em có nhiều người giúp em, là cũ giúp em hiện tại. Là em có cảm ơn là chị cô vệ chàng, là sư phụ của em ở chợ Liên Xuân. Mấy gia cô Tâm ở chợ Liên Xuân giúp em. Cô Diệu Bạch, bà em Hương, vợ chồng em Hương. Em Hương mấy em Nguồn Bước, là hai vợ chồng giúp cho em. Mấy cô vệ, mấy cô Tâm, là cô Dung, cô Lan. Mấy người đó trong chuộng em nhất tợ. Thì em ở trong chùa thì mấy người đã giúp cho em. Em đến bây giờ em mới được tỉnh trí lại. Không có mấy người đó em không biết em sống như thế nào. Còn người quên bất mình, không giúp mình, còn đi nói xấu mình, chỉ có toán làm bạn hay không, không quan trọng nữa. Thì rất bất tân minh tâm của em đặt bó chín người giúp cho em. Đặt thật tế em cảm ơn. Lấy cho con Mai ở A Clip, mấy cô Lan, cô Lài ở trường A Clip giúp cho em. Có một cô Quỳnh này, cô là anh cô Chi, là anh Chi chồng của chị Chi giúp em, làm anh hai giúp cho em ở trường A Clip. Em mới được ngày hôm nay, em rất cảm ơn mấy người đó giúp em lên. Còn mấy người quên bất mình, không giúp cho mình, còn tạ tạp mình, chỉ có không tán anh nhắc tới. Là anh Huy rất cảm ơn anh, chị giúp cho em. Quá khứ, em không muốn nhắc tới. Về cái người, không biết thương vợ con, tấn tập vợ con, chưa chết thì sống lại. Có tấn nhắc tới không anh? Có dắt vợ mà xuống tới dân phủ, ống cái tên của bà dân phủ lên đây. Anh nghĩ như thế nào? Cũng là ông trời cho em về đây. Trước khi em về đây, em không biết anh làm cái gì. Em ở ngoài đường, đúng ngoài đường, đường xanh đèn đỏ. Không xề đây gia sinh một người nào một tùng một cắt. Người đã tử tưởng, lấy tiền nhà giúp cho em. Chỉ có em mới trung trọng. Người không biết mình, còn giúp cho mình. Còn người bên biết mình đi nói sống mình, chỉ có không tráng em nhắc nữa. Chỉ là thật sự, em ở chùa, ai cũng giúp em, áo thương em. Liền mấy người quên biết em nhiều tâm thọt, nói này nói nọ, nói xấu em. Làm cho chạy, cho em ra ngoài đường. Chỉ là không tráng em nhắc nữa, không tráng em nữa tới. Giúp cho em, và hại em, cũng không giúp đâu. Không tráng em nhắc đâu. Em xin lỗi mấy anh, mấy chị. Nếu như em có lời nào lỗi láo, em không xuống ngồi hôm nay. Em có tâm Phật, em có tâm tu, em có tình cảm. Hồi giờ em vô chùa, em cố gắng để em tu hành, được khánh quả, để em được khởi lấy cực lạc. Nhưng mà không được vô ý của em. Em muốn, người ta không cho. Chỉ đó là số phận của em không chắc ai. Chưa chắc số phận. Em cảm ơn anh chị nghe cái câu này. Em rất là cảm ơn sư phụ Huệ Trà
là sĩ phụ của em, cứu giúp em, luôn luôn giữ em, kêu em cố gắng mà sống thật tốt. Em nghe lời sĩ phụ câu đó. Hay nhà em ngày hôm nay, em không thù ai hết, em không giận ai hết, em giận số phận của em. Số phận em không thật tốt, không xuống thật tốt. Thì sau này, ai khi dễ em, ai khi dễ vũ trí này, phát hiểu vũ trí cũng là sĩ phụ quê chẳng cho em. Hay nhà em bé phát dân, em nhớ phát dân là vũ trí, cho nói chuyện với anh chị nghe. Nhớ như vũ trí này, anh bi giúp được vũ trí có một việc làm. Em sẽ làm cho mấy người chà tạt em như thế nào, em cho mấy người thấy em sống như thế nào. Em không phải hạ người mà, không muốn tứ lên đâu. Mình muốn tứ lên, và cho người ta chà tạt xuống. Anh nghĩ chị như thế nào? Chị có nhắc tới như thế nào? Có được ống tắc ống không? Mấy người vô chùa, tụng ca niệm Phật là cái gì? Trái tim xấu mất như vậy. Không thương người thì nhớ xấu người. Có được dân chùa ở không? Có được dân chùa tụng kinh niệm Phật không? Không đâu. Vì lý do người thấy người ta khổ không giúp, còn cái chà tạp xuống khi dễ mày ra gì? Cái trái tim của người đó có tán đi tu hành không? Em nghĩ không có đâu. Phật nào chứng kiến, Phật nào dụ phách, trái tim không Phật như vậy. Nếu mình đã tu hành, mình phải mở cái bàn tay ra, thấy người ta khổ, và lấy cái bàn tay mở bàn tay của mình, cứu người ta lên, ký tóm lên. Thật sự là người. Em còn bên bếp anh Huy, anh Huy giúp em. Em rất cảm ơn. Anh chỉ nghe lời này em nói, anh chỉ có tao lòng, xuất xa gì em nói câu đó không? Trần gia tình, không khổ, lấy chục một người tùng, chỉ có bị ăn nhậu và cánh tập vợ con, chiếm vợ con. Anh chỉ thấy cái tay này, cái món này, mỗi em làm mỗi cái bánh mì mai 12 mũi, chặt cái tay của em bẻ làm hai, cái tay cùi chỗ này, không gỡ lên được. Em phải đường mình, đi khổ tắc, đường mình làm cái tay của mình, sửa cái tay của mình, là có ai hiểu tập tao khổ của em không? Em có một số người bên biết em, nhỏ xịn, cái tiền thoại không biết làm như thế nào, để muốn em, để lấy ghế tập em. Nếu như em có ăn sân, không có anh hai của mình, mấy chị tiếc của mình, chắc em cũng chết thêm một lần nữa rồi. Em chết đi nhiều lần sống lại, là có ai hết biết không? Em mới chết đi sống lại, là 2021, là tháng 6, em nhìn tới đây, em về tới đây. Chất tới dân phụ ăn miếng ốm miếng canh của dân phụ của bà. Cùng cái chén dân phụ của bà uống lên mới thêm linh hồn mới được về tới đây. Các anh chết sẽ sống lại. Thực tình em nói là như vậy. Còn dĩ gì anh chị muốn biết, anh chị sẽ hỏi sư phụ quả trà. Em không biết dĩ gì. Lắm lúc thùng khùng điên điên ở dưới Phật Bà nhảy nhảy múa múa khóc lóc âm sùm. Đã có ai hiểu được cái chuyện đó không? Chỉ có sư cô Huệ Trà luôn luôn ở bên cạnh em. Bây giờ bị người ta hại tới, sư cô thương mình, lại bị người ta hại tới tuổi sư cô giống với tuổi sư cô ra chùa. Em nghe câu chuyện này, thành ra em muốn luôn là sư phụ. Em cũng muốn tới giờ gặp sư phụ là sợ người ta liên lụy đó sư phụ. Sư phụ, con xin lỗi. Giữ trí không được sống tốt. Giữ trí có hy vọng sư phụ sống được tốt. Những gì con nói là sự thật. Phật sẽ giải hộ cho sư phụ. À, thôi được rồi chị Á Lành, à, thật sự tôi đã nhìn thấy chị xúc động, thật sự tôi cũng đang xúc động chị Á Lành. Thưa quý vị và các bạn, mình cảm xúc theo câu chuyện của chị Á Lành mà mình không dám cắt ngang. Mình cũng chị Á Lành,
Thôi được rồi, nói chung là thưa quý vị và các bạn, thì cái video vừa rồi đó, khi post lên thì có nhiều người nói hỏi cái thông tin đó thì mình hơi ngỡ ngàng. Mà mình có nhắn tin nhiều lần cho cái người mà comment mà nói chị đã có gia đình mà chị nói dối mọi người đó. Mình có cho số phone của trên đó để nhờ người đó gọi lại cho mình. Nhưng mà cái người đó không hề trả lời. Thưa quý vị và các bạn, do cái chỗ ngồi của chị Linh nó ướt nữa, mưa nó nhiễu, thành ra chị Linh chuyển sang góc. Mình nói tiếp hồi nãy là do cái có người mà bình luận là chị có gia đình. Và cái ý của người này nói chung là nói chị nói dối, nhưng mà khi mà mình có cho số điện thoại ở dưới, chị ơi chị có thể gọi lại cho mình có nhiều chuyện muốn hỏi chị. Nhưng cái người đó không hề gọi lại, không có gọi lại. Có thể người ta không muốn gọi lại, hay người ta không thèm gọi lại, hay người ta không dám gọi lại gì, mình cũng không biết. Và sau đó thì mình vẫn im lặng. Mình bởi vì cái mục đích mình giúp cho chị Alan là thứ nhất là vô điện, thứ hai là tìm việc làm cho chị. Còn cái đời tư của chị đó có thể nó có một cái khúc mắc gì đó mà thưa chị Alan và thưa quý vị, mình chưa tiện hỏi cho đến ngày hôm nay. Và sau cái video đó mình đã nhận được rồi vậy, nhưng mà mình vẫn tiếp tục liên lạc với chị để giúp cho chị vô điện, đúng không? Rồi mình có nói là do cái tên của mình là người ta không có cho vô, tại vì mình không phải là chủ của cái căn hộ đó. Dạ đúng rồi. Rồi sau đó chị có tìm một cái thông tin của người quen, và khi thông tin người quen chuẩn bị thì thưa quý vị và các bạn, chị Alan lại không may mắn và cái người chủ cũ họ về và họ không thể cho chị Alan ở đó, bởi vì hai vợ chồng căn nhà Bắc Minh chỉ có một phòng thôi. Thì cái sự không may mắn đó thì tiếp tục. Nhưng mà quý vị, chị Helen đi ra ngoài, nhưng mà chị Helen không có nói với mình. Và cho đến khi mà chị Helen kết cuộc điện thoại tối hôm qua thì chị ngủ trong cái căn này. Do đó là bị sợ hãi, chị gọi cho mình, do đến hôm nay mới có cuộc phỏng vấn này. Còn những cái chuyện mà vô điện với những cái thông tin khác là mình âm thầm mình làm riêng với chị Helen rồi. Và cảm ơn chị Helen đã rõ ràng cái câu chuyện. Tức là bây giờ mình cũng xin lỗi, không có dám nhắc lại về những cái đau mà đau xé lòng, đau về thể xác, đau về tinh thần, nhưng mà mình cũng cần lặp lại để cho mọi người rõ ràng đó là chị cũng có gia đình, nhưng do cái cuộc sống hôn nhân của chị theo lời chị là đã bị quá đau đớn về thể xác. Chị cái tay chị hồi nãy chị nói là không mấy mũi phải không, cái tay cái ngón tay của chị là không mấy mũi, chị chưa dơ đứng lên đó, cái ngón Là tay không mấy mũi hả, 13 mũi. 13 mũi. Rồi cái chị gãy cánh tay nữa, Gãy trong đây đây. gãy cánh Cái tay chân đó. gãy đây. Gãy thôi thôi chị làm gì vậy? Gãy ra chân coi. Thôi thôi Cái được rồi, chân gãy đây. Gỡ cái này không được. không không Xuyên da không được nữa đó. chị Anh mời cái cục xương ngồi ở đây. Đây nè. Hàng da bây giờ nhúc nhích. thôi 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 được rồi chị Alan, chị làm gì vậy? Chị Nè nói là mọi người tin rồi. anh thấy không? Thấy cái vấn đề gì? Nè ở đây không nè, nè nè cái cục xương không, cục xương đựng ở đây, nhờ nó lên tới đây anh thấy không nè. Hai cái đó nó hơi đúng rồi, cái khuỷu tay nó hơi vuông vuông, cái khuỷu tay của chị nó hơi khác hơn người ta, là nó hơi vuông vuông ở chỗ đó, nó không phải nhọn nhọn. Ok, thôi được rồi, thôi, cũng có, nói chung là tại 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 chị kéo ra thôi, chứ mình không yêu cầu những cái này. Chị nói là nói chung là những cái vết thương này thì những cái này thì, và thưa quý vị và các bạn, chị Alan có giải thích là do cái nỗi đau đớn cùng xé, thành ra chị giống như chị muốn xóa đi, chị không muốn nhắc lại, thành ra khi mà mình hỏi chị có từng chưa có gia đình, chị nói chưa. Có lẽ rằng tâm tâm can của chị cũng có những cái nỗi đau riêng mà mình cũng xin lỗi, tại vì cái mình phải rõ ràng với những người trên mạng người ta nói, thành ra mình hỏi chị cũng xin lỗi chị Alan đã khui lại cái nỗi đau đớn trong lòng chị về cuộc hôn nhân. Bây giờ phải vô ngồi trong cái như thế này, thì mình cũng trả lời là trong cái thời gian vừa qua có một cái người giới thiệu tiệm phở như vậy. Rồi bây giờ chị thì chị cũng nói là chị có khả năng giúp giúp cho chăm sóc người già, đúng không? Đúng ra cả cái lứa tuổi chị với cái sức khỏe, cái vóc dáng như thế này đáng lẽ phải có người chăm sóc cho chị, mà bây giờ chị vẫn phải đi làm thì thôi. Thì nói chung là có công việc làm vẫn tốt hơn. Và hồi nãy thì chị cũng có lặp đi lặp lại là chị cũng nhiều lần cái uống cái tôi mình nghe không rõ là uống cái chén canh Dân phủ.
Tên của bà. À, dân phủ hay là dâm phủ? Dân dâm phủ. Dâm phủ. Dạ. Cái xin lỗi. Cái người dâm đã chết đi giữa dân phủ là cái linh hồn đó, là cái bà sẽ cho cái người, cái linh hồn của người đó uống một cái canh để liền, để xóa hết tất cả những gì trong cái trong quá khứ của mình. Nhưng mà em uống vô, em lên đây, em về đây, em nhớ hết, em nhớ hết bằng toàn, không xóa được cái nào hết. Rồi, ok. Bởi vì sự đau khổ, sự đau buồn của em vẫn còn trong duyên dáng của em. Ok. Rồi thì chị có nói cái sư phụ của chị trong chùa, chị cũng có mang ơn sư phụ và cảm ơn sư phụ. Nếu được thì chị có thể giới thiệu cho mình để mình nói chuyện thêm với cái sư phụ của chị. Những giọt nước mắt của chị, những cái lời nói của chị, những ánh mắt của chị có thể đúng hay sai. Cái từ mọi người sẽ có câu trả lời, nhưng mà mình cũng muốn nói chuyện với sư phụ của chị để chi, để cùng nhau tìm những cái cách nào đó giúp cho chị ha, giúp Dạ cho cảm chị ơn em. và cũng clear những cái thông tin, những cái nỗi đau mà chị đã trải qua. Một lần nữa nói lại với quý vị là chị Ellen đã từng nói dối và chị Ellen có xin lỗi một cách trên video. Lý do chị Ellen nói dối là chị Ellen không muốn nhắc đến cái cuộc hôn nhân mà nó đau về thể xác lẫn tinh thần của chị. Nhưng mà ngày hôm nay vì lý do phải có một cái gì đó để mà chứng tỏ mình là người chuyện mà phải nói rõ ràng, thành ra chị mới nói ra. Bây giờ chị hồi nãy chị có nói là chị giúp được cái công việc việc nhà. Dạ. Xin lỗi, giúp cho người già, xin lỗi Dạ. giúp cho người già. Mình cũng xúc động nãy giờ cùng với chị, mình cũng nói lòng cộng rồi. Giúp cho người già đó là cái công việc chị có thể giúp được, còn nhà hàng là chị không biết là có làm nổi hay không. Cách đây vài tuần thì chị có nói là chị làm được, nhưng mà bây giờ thì khác. Sức khỏe mỗi một ngày, nhất là qua cái trận mà rét vừa rồi, mà trong cái căn hộ của chị mà không có điện nữa. Trời ơi, ơi thấy mà trong, thưa quý vị, một cái căn như thế này. Ơi trời ơi, rồi mì tôm rồi trong đây. Nhưng mà cũng khen cho chị nha, Nha. chị là người đầu tiên mình thấy ở trong đây mà sạch sẽ Yeah. thật sự như vậy. Thôi thì cũng ráng cười, đúng rồi, cái thấy chị cười vậy mình cũng thấy, chứ đừng có vì những cái đau lòng mà mình ôm vào thì sức khỏe nó sẽ không tốt. Yeah, em rất cảm ơn anh Huy. Không có chi, chị mình cũng không có dám hỏi về đời tư của chị nữa. Không, không hoàn toàn không dám hỏi, đó là chuyện cá nhân. Chính vì như vậy mấy lần mà gặp chị về vấn đề điện rồi mình không hỏi. Mà trên video này ngày hôm nay thì mình đọc lại một lần cuối cùng là mình phải hỏi để clear với mọi người. Cảm ơn chị chia sẻ. Em biết, Cảm ơn chị chia sẻ. nhưng mà nhiều người không có tâm tốt thì có nghĩ xấu người ta, luôn luôn nghĩ xấu người ta, người ta chết đi không cho người ta, không cho người ta cơ hội trúng lại hay sao. Nhưng mà em sẽ hứa anh Bi, em sẽ cố gắng trúng lên, nếu em có dân sự làm Ok. cũng có sự làm, sẽ trúng lên cho mọi người thấy là em làm được những gì em hứa với sư phụ về chàng, em sẽ làm cho tốt. Sư phụ đất thông em. Ok, mà Sư sư phụ về phụ của chị cô. là sư phụ Huệ Tràng, Nha. chùa Linh Sơn. Linh Sơn. Chùa Linh Sơn Ở Tùng ở Khúc. ở đường đường Khúc, nằm ở khu vực sau Southwest của thành phố Houston. Ok. Bây giờ trong những ngày sắp tới chị cũng phải vẫn ở trong cái căn lều như thế này hả? Nha. Trời ơi, trời chuẩn bị mưa rồi, tối thôi thì cũng cầu xin ơn trên cho chị được an lành, bình an trong cái căn lều như thế này, trong lúc mình chưa thể giúp được cho chị để mà tìm những cái chỗ ở mới cho chị. Mình thì cũng có quen với một cái cô Anna mà giúp cho mấy anh vô gia cư ở tá túc qua cái thời lạnh đó. Nhưng mà thật sự thì ở chỗ đó thì nam, Em có nghe nói nhưng mà em không muốn vô. nam đàn ông thôi. Có một cái chị Quyên kia cực chẳng đã, thì do cái trời rét đó, tối thì cô Nam ráng cũng giúp cho người, nhưng mà giờ nó qua rồi, để coi mình tìm hiểu coi như thế nào. Cũng thông cảm cho hoàn cảnh của cô Na, tại vì một cái 4-5 người đàn ông ở trong đó rồi có đàn bà vô thì nó sẽ bất tiện.
Dạ đúng rồi. À, cô cũng lo, lo là lo cho những người ở trong đó thôi, chứ còn nhà thì cô họ không có ở đó. Thật sự thì thưa quý vị và các bạn, mình nói thêm một cái điểm tốt của chị Alan ở đây. Chị Alan có những cái điểm gì thì mình, điểm xấu thì mình không biết, nhưng mà có nhiều anh chị vô gia cư nói là chị Alan không hề đi xin ăn vòng vòng bên ngoài. À, có lẽ là một cái sự sĩ diện hay một cái gì đó chị cũng cố gắng, và chị sử dụng cái trợ cấp của chính phủ food stamp cho chị. À, chị có một cái food stamp để mà chị sử dụng cái food stamp đó để ăn uống hàng ngày, và cuộc sống thì lay lắt đây đó. À, đó là cũng một điều rất là tốt. À, có nhiều người chị Alan, nhiều người mình biết nha là sử dụng cái food stamp của chính phủ để mà đổi Dạ. tiền ra xài. Nhưng mà chị nói nhiều lần, chị nói kỳ rồi và chị nói kỳ này nữa, mình cái food stamp của chị là chị gửi cho một người ta, và người ta Em gọi cho em Hương. và người Em Hương là chân em Hương là chân chùa. Đúng là em mua hai vợ chồng em Hương giúp cho em. giúp cho chị Giúp cung cấp đồ ăn. hồi đem hồi em nãy chị cho nhé, mua đồ ăn nấu nướng cho em tới cho em. Lại lắm nó cũng thỉnh thoảng cho em hai ngày cho em 20 để em xài em mua nên hồi phục hồi vụ. nãy chị cũng có nói điều đó rồi, cho đồ ăn thì có người lo cho chị rồi. Nè. À, khoan, trời đang mưa để mình lấy cái hộp vô. À, thưa quý vị, bởi vì mình phải ngồi ở ngoài trời, mình phải ngồi ở ngoài trời một cái trời sình đất như thế này để mà phỏng vấn chị Alan. Bởi vì thứ nhất là cái căn phòng, cái căn lều nó quá nhỏ, và nhưng mà thôi mình cũng ngồi lịch sự, mình ngồi bên ngoài và trời đang mưa ở dưới một cái khu vực mà đất đai như thế này. Mình đang có nhiều cảm xúc quá vậy. Ôi. Thì xin lỗi anh nha, làm cho giúp cho em bây giờ làm cho anh không có chỗ ngồi, Không có. còn phải cứu người xây dày tội tôi nhục Không quá đi. có sao chị. Từng rồi thì nói chuyện với Tú thì nói chung là ngồi sâu sâu trong kia, nhưng mà hồi mưa bữa nay hên là trời trời hiện tại cũng cũng có một cái giọt mưa lăn tăn, chứ không phải là không có mưa quý vị. Đây quý vị thấy giờ dũng nước đang mưa, nhưng mà thôi mình cũng cố gắng chịu đựng ngồi một chút xíu như thế này, bởi vì mình chỉ ngồi đây có một chút thôi, một năm dài 30 phút hoặc 1 tiếng đồng hồ, nhưng mà chị Linh là người ở trong đây, thì chị Linh là một người đàn bà ở trong đây được, thì tại sao mình không dăng nắng một chút xíu, xin lỗi dăng mưa. Dăng mưa. Thật sự nãy giờ quý vị mình cũng xúc động theo cái câu chuyện của chị Linh. À, do đó mình đôi ly mà cũng nói chuyện nó không có rõ ràng, xin quý vị bỏ qua. Rồi chị hồi nãy mình nói chị có dự tính gì trong những cái ngày sắp tới không, là ở như vậy hoài? Ê, bây giờ dự tính là có như có công ăn việc làm mất tính, như có công ăn việc làm tiền cũng mà lo sống lo lo về sống mà có đời về bạn bè em Út giúp cho đồ ăn đồ uống là quá quý rồi, rồi còn anh giúp cho em như vậy là được rồi, để người ta biết là người ta, để là mình đi nói lá nói xạo, là một số người đi nói xấu mình ở trong chùa, đi nói xấu mình là không giúp cho mình, là đi chùa làm cái gì, giống si cô em biết trong chuẩn sĩ phụ em, anh biết thông sĩ phụ em Dạ, rất chị cô thương. vì biết sao mở hai bàn tay trắng cứu giúp em về cái thế gian này để em đưa lại cuộc sống của em, thì có làm được như vậy không? Không Ok chị. thì em có nhiều người là 9 người 10 mấy người giúp cho em là như vậy quá quý rồi, Ok. em đã cho trên hết rồi. Chị không có đi xin vòng vòng bên ngoài, mà chị đi ra ngoài để nói chuyện với người này kia, đồ ăn thì có người lo mỗi ngày. Chị bây giờ chỉ có cái là chị có công ăn việc làm để cho nó có cuộc sống tốt hơn. Cũng nói với chị là cũng có người gửi cho mình cái bằng quốc tịch copy của chị, mình đã có thông tin và mình sẽ tiếp tục dựa vào cái thông tin đó. Hôm đó này nói ngắn gọn vậy thôi, nhưng mà mình cũng mới nhận được thời gian gần đây. Mình sẽ dựa vào cái thông tin đó để mà mình giúp chị tìm cái cách mà apply xin lại cái bằng quốc tịch. Chị có liên lạc với chùa để mà người ta giúp đỡ chị không? Bây giờ em không dám vô chùa vì giống sư cô giúp em, bây giờ người ta tranh canh chị lời kiếm cớ là tụi ra sư phụ cô sư phụ vệ chàng ra em không mớn, Ok, rồi. em có sư phụ hy sinh cho rất là nhiều em biết là quý đó, thành ra bây giờ người ganh tị em có sư cô thương em, để bây giờ người ta ganh tị chẳng ghét em làm em nói em ăn cắp này ăn cắp kia, hai bàn tay gắn của em cho ai ăn cắp gì hết, em ra người đều em còn chưa xin tiền tại sao em đi ăn cắp, anh nói cho em nghe. Ok.
có đáng ăn ăn cắp không? Ok chị. Ở ngoài đường em còn đi chơi xin tiền của ai mà đi ăn cắp chùa của người ta, Ok, hiểu có rồi. ai nói vậy không? À. Có ai hiểu tụi mình không? Ừ. Tại sao bị người ta tự quan như vậy? Mình cũng cắn răng mình chịu đựng, vậy mình không được tốt số của người ta, thì Ừ. mình xấu số mình phải cắn răng mình tìm. Dạ. Ok chị. Thì thưa quý vị và các bạn, cái câu chuyện của chị Alan có lẽ là mọi người cũng hiểu. Chị có nhà cái được một cái người trong chùa giúp cho một cái căn apartment ở tạm thời. Nhưng mà bây giờ thì cái người đó họ đã trở về và hai vợ chồng thành ra chị không thể ở chung trong đó được nữa. Và chị phải đi ra ngoài. Ở hiện nay chị Alan, cho tới ngày hôm nay mình quay phim thì chị Alan hoàn toàn là người vô gia cư. Vô gia cư mấy ngày rồi chị? 3 ngày à? 3 ngày rồi. Và chị ở trong cái căn lều như thế này. Rất là khó khăn. Một cái hoàn cảnh mà cực kỳ tệ. Phải nói là những cái nhà ở này nó còn tệ hơn cái danh từ mà người ta dùng trên mạng là khu ổ chuột. Khu ổ chuột có nhiều nơi mà mình thấy nhiều cái quốc gia nghèo trên thế giới. Trước tiên là mình cũng cố gắng là giúp cho chị Alan về vấn đề giấy tờ. Và mọi người mong rằng quý vị biết cái công việc ở đâu thì có thể giới thiệu cho chị Alan. Thứ nhất là giúp việc nhà hoặc là đặc biệt là chăm sóc người già. Hoặc là có một cái hướng giúp đỡ nào đó cho chị Alan để qua khỏi những cái cuộc sống khó khăn hiện tại mà chị vừa lâm vào như thế này. Mình thấy thì thật sự là không có đường ra. Không có đường ra bởi vì trước đây chị Alan ở trong cái căn apartment nhưng mà cũng đi lang thang ở dưới gầm cầu, có khi ngủ lại bởi vì trong apartment không có điện. Và bây giờ thì người ta cũng lấy lại rồi. Do đó mình cũng không thể giúp được gì hơn vô điện cho chị Alan, việc đó không thể. Hiện nay ngoài cái foodstamp ra thì chị có cái trợ cấp gì của chính phủ không? Có xin là tiền bệnh hay là tiền ô mà chị chưa đủ đủ tuổi. À mà thật sự thì chị không có xin cái vấn đề tiền bệnh bởi vì chị không có những cái căn bệnh mà theo yêu cầu của chính phủ. Đúng không? Ok chị. Thì thôi cầu chúc cho chị được một lần nữa rất là bình an trong cái thời điểm hiện tại trước khi có cuộc sống thay đổi gì đó trong cái căn lều này. Bình an mỗi tối, mỗi đêm về. Ban ngày thì chị đi ra ngoài khu vực Sa Quét nhưng mà ban đêm thì về đây ngủ. Xin chúc cho chị được bình an, sức khỏe. Mình cũng không biết nói gì hơn, thật sự cũng rất là chua xót cho chị. Mình cầu xin với ơn trên giúp cho chị càng sớm càng tốt. Và đặc biệt là ở dưới trần thế này hiện nay thì chúng ta những người Việt sống ở tại nước Mỹ, những cái hoàn cảnh như thế này thì dĩ nhiên có thể trong quá khứ họ cũng có những điều mà đáng trách nào đó. Nhưng mà chúng ta xin hãy đừng rọi vào quá khứ của người ta mà cứ thấy hoàn cảnh hiện tại mình chỉ giúp theo một cái tình nghĩa, một cái tấm lòng của con người với nhau. Và đặc biệt là những người Việt sống tại Mỹ, một quốc gia giàu có, mà những cái cảnh nhìn thấy những cảnh đồng hương của mình như thế này, hãy dằn cái sự trách móc lại. Và nếu giúp được thì giúp, còn nếu không giúp được thì cũng cảm ơn quý vị đã chia sẻ những cái hoàn cảnh như thế này từ trong tâm của mình. Một lần nữa xin cảm ơn. Xin chị Alan chào mọi người. Nhà cảm ơn mọi người, cảm ơn mấy 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 chú mấy bác mấy chị em. Nếu giúp được em cũng cảm ơn, không giúp được em cũng cảm ơn. Cầu ông trên phù hộ cho các anh chị em. Chuyện mới đang đi đánh dầu đi. Nè, À, khoan 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 khoan, để chút xíu đi. Thưa quý vị, hơi xui cho mình rồi, mưa càng ngày càng nặng hạt hơn thêm. Chỉ có trong vòng mà 7 ngày mà mình vô đây 2 lần, 2 lần đều gặp 2 ngày trời mưa. Mưa bữa nay thì không có nặng hạt như mưa hồi tuần rồi với Tú, mà mưa ngày hôm nay thì quý vị thấy là mưa bong bóng phập phồng. Kinh nghiệm dân gian ở miền Tây mình thì nếu mà nhìn trời mưa mà thấy bong bóng nổi như thế này thì sẽ là mưa dầm. Mưa dầm. Xin cơn mưa
sớm tạnh để cho con đi ra khỏi chỗ này. Mà đi ra khỏi chỗ này thì bỏ chị A Lành ngồi một mình ở trong cái căn lều như thế này. Sao mình là chị A Lành ngồi bó gối nhìn trời mưa. Trời bên ngoài đang mưa, quý vị cũng nhìn thấy rồi. Hồi tuần rồi vô trong đây bị ướt đôi giày, tuần này mình thấy trời mưa, mình rút kinh nghiệm mang một đôi dép vô đây, nhưng mà vẫn sơ sót là không có đem theo cái dù. Cái dù của chị thì lát chị che cho cái dù nó xíu vậy sao tôi che chung được. Trời trời mà trần như thế này mà lỡ trật một cái là hai người đi xuống dưới kinh. Cái đường đi ra này kế một cái dòng kinh. Thưa quý vị và các bạn, trời tiếp tục mưa, do đó mình quyết định là mình kêu chị lên đi ra ngoài, bởi vì mình sợ nó sập cái căn đó. Hên là chị A Lành có được cái dù. Cái dù nhỏ xíu. Nhỏ bạn cho đó. Nhỏ bạn cho hả? Dạ. Bà cảm ơn nhỏ bạn nào đó nha. Dạ. Trời ơi. Khoan từ 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 từ, cái đôi dép của tôi nó dính sình rồi. Vô cỏ nè. Rồi vô cỏ khoan. Rồi ok. Chúng hứa là em phu được rồi. Đây ai chỉ chửi em á. Ok. Bà coi đó, bà đừng có đạp vô sình á. Chị A Lành. Hey. Chị ơi, thấy ông tả chị không? Ông tả chị khổ em. Đó, thấy ông tả chị khổ em thôi hả? Ok. Dạ, cảm ơn anh chị nhiều nha, giúp cho em nè. Rồi rồi, không có chi. Rồi thôi bây giờ để tôi tắt cái phone, chứ bây giờ nó ướt phone nữa rồi. Tôi để vô nước rồi, không phải xài luôn á. Ok. Còn quay nha. Thưa quý vị và các bạn, mình ôm đồ, trời mưa, trên một cái dù, đi ra. Xin chào tạm biệt, cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Hẹn đi. Tạm biệt con đường xin lầy. Đây, mấy chục năm mới được dịp lội xình lại như thế này.